dõi những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thời điểm cuối năm, vấn đề hàng giả, hàng lậu và các hình thức lừa đảo trục lợi trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Chúng tôi đã cập nhật những vụ việc một cách cụ thể, lần lượt sẽ thông tin đến tất cả quý vị. Thưa quý vị, số ca nhiễm, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tăng trong những ngày gần đây đang gây áp lực nặng cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Chỉ cách nhau vài vách ngăn, nhưng lại có sự đối nghịch, một nơi bệnh nhân COVID-19 tự chăm sóc rộn tiếng nói, một nơi bệnh nhân im lìm, sự sống bị đe dọa từng giờ. Đó là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận tại Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Quang cảnh tại tầng 1 và 2, khu D và E, Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Vào một buổi sáng như một khu nhà ở tập thể, khi bệnh nhân tự vệ sinh cá nhân, thể dục, ăn sáng, vui đùa, tán gẫu. Nhân viên y tế cũng đến từng buồng bệnh lấy mẫu xét nghiệm cho một số bệnh nhân đủ thời gian. Chỉ cách nhau vài vách ngăn, không khí trái ngược hoàn toàn khi đến khoa hồi sức tích cực. Ở đây, bệnh nhân nguy kịch nằm kín giường bệnh. Họ hôn mê sâu, cơ thể gắn liền nhiều dây nhợ để kết nối thiết bị y tế cạnh bên. Trong bộ đồ bảo hộ bích bùng ngột ngạt, nhưng tất cả bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên dường như quên khái niệm thời gian. Trong bản giao hưởng nhiều âm thanh từ các thiết bị máy móc phát ra liên hồi, họ tập trung cao độ, miệt mài chăm sóc, điều trị bệnh nhân nguy kịch, giành lại sự sống khỏi tay tử thần. Bên cạnh dịch bệnh COVID-19, nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác cũng đang lưu hành như là sốt xuất huyết. Tuy nhiên, do quá chú tâm đến dịch COVID mà lo ngại đến bệnh viện, một số phụ huynh đã đưa con đi khám và nhập viện trễ, dẫn đến trẻ bị biến chứng do sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết nguy hiểm khi có thể gây tổn thương đa cơ quan, tử vong nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, ghi nhận của phóng viên Chuyện Trưa 12 giờ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi nhận số ca khám mắc sốt xuất huyết gia tăng gấp 2 đến 3 lần so với giữa tháng 11. Trong đó có một số trẻ có biểu hiện sốt xuất huyết hoặc biến chứng của sốt xuất huyết do nhập viện trễ cần phải theo dõi sát sao. Bé là bị sốt cũng rất là nhiều lần. Nhưng mà mình cứ cho uống thuốc sốt rồi 2-3 ngày thì bé phát ban thì là chỉ là sốt siêu vi thì mình cũng với lại mùa Covid nữa mình cũng rất là chủ quan cái chuyện đó. Nên là nếu mà chậm trễ thì ảnh hưởng rất là lớn. Theo bác sĩ, bệnh sốt xuất huyết có thể điều trị tại nhà và theo dõi các dấu hiệu để nhập viện kịp thời. Sốt xuất huyết thường gây sốt liên tục từ 3 đến 4 ngày và có khả năng trở nặng vào ngày thứ tư khi trẻ đã bớt sốt, nên có thể làm phụ huynh chủ quan, bệnh đang thuyên giảm. Và khi mình được chẩn đoán là sốt xuất huyết rồi, không phải bất cứ đứa nào cũng phải nhập viện. Có khoảng từ 60-70% có thể điều trị ở nhà. Vấn đề là người nhà phải theo dõi đứa nhỏ. Thứ nhất là con mình nó có ói nhiều, nó có đau 70-70% có thể điều trị ở nhà. Vấn đề là người nhà phải theo dõi đứa nhỏ. Thứ nhất là con mình nó có ói nhiều, nó có đau bụng nhiều, nó mệt nhiều hay không, nó uống nước được hay không, nó đi tiểu được khá hay không, có xuất huyết niêm mạc ở vùng mũi, miệng hay không. Nếu có những dấu hiệu cảnh báo đó thì tốt nhất là nên nhập viện để điều trị, để an toàn cho con mình. Do sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh nên ngành y tế khuyến cáo cần diệt nguồn lây truyền bệnh với phương châm không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết. Mỗi người dân nên ý thức dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống, không để đọng nước làm phát sinh lăng quăng. Các vật dụng hồ, lu, phi chứa nước khi không dùng đến cần đậy kín hoặc lật úp lại để tránh muỗi đẻ trứng nở ra lăng quăng. Tình hình dịch bệnh tại miền Tây gia tăng cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo trục lợi xuất hiện. Tại tỉnh Bến Tre xuất hiện một nhóm người tự xưng là nhóm bác sĩ đi bán thuốc điều trị COVID-19 tại nhà để bán thuốc điều trị cho người dân với giá cao. Công an thành phố Bến Tre vừa cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo trục lợi này. Nhóm này rao bán một liệu trình điều trị COVID-19 với giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm người này còn bán thuốc điều trị COVID-19 với giá một viên là 90.000 đồng. Trong khi đó, loại thuốc cùng chủng loại mà các đối tượng cho là thuốc điều trị COVID-19 bán lẻ tại nhà thuốc chỉ 5.000 đồng một viên. Theo Công an tỉnh Bến Tre, những bác sĩ giả này tiếp cận các gia đình có người mắc COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại nhà và những hộ lân cận để gà gẫm bán thuốc. Công an đề nghị người dân phát hiện nhóm đối tượng này thông báo cho công an địa phương gần nhất xử lý. Cotri Pro dùng cho người bị trĩ nội, trĩ ngoại với các biểu hiện chảy máu, sa quý trĩ, đau rát hậu môn.
CoTriPro với thành phần Sleeperium nhập khẩu từ Hoa Kỳ hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, giảm các triệu chứng của trĩ. Sản phẩm hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Kem bôi Sodamix nhập khẩu nguyên hộp từ Pháp, dùng tốt cho những người bị viêm da cơ địa, chàm ngứa, tổ địa. Sodamix giúp giảm nhanh các triệu chứng ngứa, sưng sùi, bong tróc da và ngăn ngừa tái phát viêm da hiệu quả. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Chiều qua, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt kiểm tra 3 kho hàng trên địa bàn quận, phát hiện hàng chục ngàn sản phẩm không hóa đơn chứng từ mua bán đang lưu kho chờ đưa ra thị trường. Sau khi làm các thủ tục thì lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong số hàng hóa không rõ xuất xứ và đưa về trụ sở để xử lý. Sau thời gian dài điều tra, chiều ngày 15 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đội quản lý thị trường số 12, cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra 3 kho hàng trên địa bàn phường Tân Thế Hiệp quận 12. Tại 3 địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục ngàn sản phẩm như đồ gia dụng, mỹ phẩm, dụng cụ thể thao chứa trong các kho hàng. Bước đầu, chủ các cơ sở trên chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, không có hóa đơn chứng từ mua bán. Sau khi làm các thủ tục, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật, đưa về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định. Không chỉ hàng lậu, thực phẩm bẩn cũng đang là vấn đề nhức nhối vào dịp cuối năm. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm qua phát hiện và niêm phong 3 container chứa gần 10 tấn nội tạng heo tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Thuận Phương, phường Tân Biên. Số nội tạng heo trên thu gom từ một số đối tượng không rõ địa chỉ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đưa về để bán lại kiếm lời. Khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Biên bất ngờ kiểm tra hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Thuận Phương do bà Nguyễn Thị Dung làm giám đốc tại khu phố 8A, phường Tân Biên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển số 72M9606 do Nguyễn Hữu Thọ điều khiển chở khoảng 0,5 tấn lòng heo đến giao hàng. Bên trong doanh nghiệp với diện tích khoảng gần 500m2, có 10 công nhân đang thực hiện sơ chế hàng tấn nội tạng heo trên nền nhà. Nước thải không được xử lý, xả trực tiếp ra môi trường. Ngoài ra, 3 container đông lạnh chứa khoảng 9 tấn nội tạng heo trong khuôn viên của doanh nghiệp. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Dung cho rằng toàn bộ sản phẩm nội tạng heo được mua lại từ lái xe Thọ, sau đó sơ chế bán lại cho người có nhu cầu. Cơ quan chức năng xác định toàn bộ số nội tạng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y. Toàn bộ số nội tạng trên đã được lực lượng công an niêm phong tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sau hơn một tháng mở cửa đón khách, ngành du lịch Bình Thuận đã đạt được nhiều tín hiệu đáng mừng. Lượng khách du lịch đến đây tăng lên mỗi ngày và đặc biệt là công tác phòng chống dịch luôn được chú trọng. Bình Thuận hiện có 50 cơ sở du lịch đón khách trở lại từ ngày 24 tháng 10 đến nay đã đón khoảng 4.200 khách, hầu hết là khách nội địa. Phần lớn các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch đón khách trở lại để chủ động trong việc phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy định 5K và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hiện các cơ sở lưu trú du lịch đón khách trở lại chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào. Bầu hồ lô là loại cây trái biểu trưng cho sự sung túc đủ đầy. Vì thế mà vài năm gần đây, loại trái này được nông dân miền Tây chăm chút nâng tầm lên thành chậu kiểng dịp Tết. Thời điểm này, một số chậu kiểng bầu hồ lô đã được nông dân tại làng Hoa Sa Đéc giới thiệu đến người dùng. Chúng ta hãy cùng ngắm những trái bầu hồ lô kiểng bắt mắt này ngay sau đây. Mặc dù còn một tháng rưỡi nữa mới đến Tết, tuy nhiên thời điểm này, 1/3 số bầu trong vườn đã được thương lái đến mua nên chị Duyên rất phấn khởi. Chị Duyên cho biết đây là năm đầu tiên chị trồng giống cây này, do thời tiết thuận lợi nên cây phát triển tốt. Sau 2 tháng trồng, hiện các cây bầu đã ra trái, cây cao khoảng 1,5 mét, giá bán mỗi cây 150.000 đồng. Bầu thì kiểu như là nó cái trái hồ lô này thì nó lạ hơn mấy cái loại bông bình thường. Thì ở đây cái xứ làng bông thì người ta hay trồng bông, còn mình thì mình trồng bầu thì nó sẽ hút hơn. Chị Duyên chia sẻ để cây bầu tươi tốt và ra nhiều trái, người trồng cần tưới nước mỗi ngày. Ngoài ra, cây thích hợp với phân hữu cơ nên người trồng cũng phải hạn chế bón phân hóa học. Do đây là loại cây có thể trồng và chơi được lâu ngày nên nhiều người chọn mua sớm để trồng trước cổng nhà, hàng rào để cây leo và cho trái rộ vào dịp Tết. Thêm vào đó, hiện tại làng Hoa Sa Đéc có rất ít người trồng giống bầu này bán Tết nên khá đắt hàng. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Như thường lệ, không khí tại các chợ truyền thống mùa này cũng đã tất bật hơn. Nhưng hiện nay, do ảnh hưởng từ dịch bệnh, các chợ chưa thể hoạt động hết công suất, cộng với sức mua thấp nên việc kinh doanh gặp khó khăn.
Trong bối cảnh này thì tiểu thương tại các chợ truyền thống đang chuẩn bị mùa Tết với tâm thế ra sao? Sau đây là những câu chuyện đã được phóng viên của Chuyện Trưa 12 giờ ghi nhận. Dịp Tết Nguyên Đán 2022 đã cận kề. Như mọi năm vào thời điểm này, tiểu thương tại các chợ truyền thống đã rục rịch chuẩn bị hàng hóa như bánh mứt, đồ khô để trữ bán Tết. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng từ dịch bệnh, không khí tại các chợ mùa cận Tết còn trầm lắng, tiểu thương băn khoăn về sức tiêu thụ còn thấp. So với mọi năm thì năm nay coi như là vắng que, nhưng mà mình hy vọng vào những ngày cuối năm, họ sẽ được thưởng, những công nhân họ sẽ được thưởng lễ, rồi họ cũng phải chuẩn bị cho gia đình mình, họ cũng phải chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm, chứ không có tới nỗi rằng là họ sẽ phải lạnh lẽo. Giá cả thị trường mặt hàng bánh mứt, đồ khô đều được giữ ở mức ổn định nhằm khuyến khích người mua. Nguồn hàng năm nay cũng được đảm bảo, không đứt nguồn cung. Tuy nhiên, mãi lực tại các chợ vẫn chưa thể phục hồi. Chợ vắng người, đơn hàng thưa thớt, khiến tiểu thương cũng thấp thỏm, không dám trữ hàng hay chuẩn bị gì. Năm nay là lượng khách mà đi chợ ít lắm, mà không có thể nào mà dám dự trữ hàng hóa bán Tết đâu. Tới đâu thì bắt đầu mình kêu nhà cung cấp nó đưa tới đó thôi. Chứ bây giờ nó cũng không dám chứa hàng nhiều nữa. Chúng tôi vẫn chuẩn bị rất nhiều mặt hàng mới, rất nhiều cái sản phẩm mới để mà khuyến cáo dụ dỗ khách hàng. Nhưng mà hầu như là vẫn còn đang lo lắng rằng là sợ rằng là cái mùa dịch mình nó sẽ bùng lên rồi mình không biết mình kinh doanh như thế nào. Thì mình trên tinh thần mình vẫn phải chiến đấu với nó và mình vẫn phải để lôi kéo khách hàng để mà mình có được một cái mùa Tết trọn vẹn. Mặc dù là không kỳ vọng quá nhiều vào thị trường Tết năm nay, nhưng để xoay chuyển tình thế, nhiều tiểu thương đã chọn cách bán hàng online để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Thay đổi nhiều lắm, tại vì rất trước là mình bán rất là đông, bán thật sự rất là đông, nhiều khách lắm. Mà hôm nay cũng giảm đi cũng rất là nhiều. Mà được một cái là mình cũng bán được một cái mặt hàng giống như là online, ví dụ như là khách quen, khách Đài Loan, khách Việt Kiều, mình có khách quen rồi thì người ta đã tin tưởng mặt hàng của mình đó, người ta cứ inbox và mình cứ giao thôi. Không có trực tiếp nữa mà mình sẽ giao qua những cái như vậy. Tiểu thương kinh doanh ngành hàng giày dép, quần áo, thời trang cũng chung tâm trạng lo âu vì dự đoán sức mua Tết này sẽ thấp. Thì bây giờ cái lượng khách mua bán thì rất là chậm, đúng không? Thì bây giờ có gì thì mình bán cái nấy thôi, chứ mình cũng chẳng nhập vô, mình cũng chẳng chuẩn bị hàng cho mùa Tết đâu vì dịch. Thành ra khách nó không có, chợ chậm lắm. Mỗi năm thì mọi người đều phải cần mua sắm. Và cứ tới Tết thì mình chạy hàng rất là nhiều. Nhưng mà năm nay á, mọi người đều phải gói ghém lại. Đâm ra có thể cũ người ta sẽ giữ lại và sử dụng được. Đâm ra là mặt hàng của mình á, là chỉ tới đâu hay tới đó thôi. Chứ thật ra là mình cũng không thể nào mà bán được như trước. Dự đoán sức mua của thị trường năm nay chỉ bằng 50% so với thị trường hàng năm. Phần lớn các tiểu thương đều e dè trong việc kinh doanh trở lại do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Hình thức bán hàng online cũng được khuyến khích nhằm thích ứng linh hoạt, an toàn với bối cảnh hiện tại. Trong phần tiếp theo của chương trình, trạm hút xe bị gia chủ dí chạy. Viên sapphire xanh lam tự nhiên lớn nhất thế giới. Đỗ Thị Hà đấu giá trang sức ngọc trai ở Miss World 2021. Rau này từ đâu em? Rau sạch từ Vinmart đó anh. Từ đâu? Thì rau mua từ Vinmart. Thì sạch rau sạch tươi ngon. Vinmart tay trong tay chăm. Rau sạch Win Eco. Chăm sạch theo quy trình Nhật. Thì sạch là Miss Daily. Thịt heo sạch Meat Deli. Hãy tới Vinmart để có tươi ngon thượng hạng, an tâm sức khỏe gia đình. Mẹ là đầu bếp thượng hạng. Siêu thị Vinmart và Vinmart cộng tươi ngon thượng hạng. Cột Thoái Vương hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa đốt sống. Cột Thoái Vương hỗ trợ giảm đau lưng và thoát vị đĩa đệm cho cột sống khỏe mạnh hơn. Cột Thoái Vương giúp cột sống khỏe mạnh hơn. Mỗi nấc thang cuộc đời luôn có nhà đợi bạn. Vì bạn không ngừng phát triển, chúng tôi cũng không ngừng tiến bước tìm nhà cùng bạn. Bất động sản.com.vn, website số 1 về bất động sản. Một thành viên của tập đoàn Property Guru. Xi măng đa dụng Insi Power S giúp bê tông cứng nhanh hơn, bền chắc hơn, vững công trình trước mọi thách thức. Xi măng Insi cứng nhanh hơn, bền chắc hơn. Natto Spread phát tan cục máu đông,
Natospen hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não, đột quỵ và di chứng do tắc. Natospen món quà cho người tai biến mạch máu não, đột quỵ do tắc mạch. Sự biết ơn sau những tháng ngày gian nan không cần phải là điều gì đó to tát, mà đơn giản là những phút giây nhỏ bé, một khoảnh khắc trước lúc giao thừa, một món quà thân thuộc mà tinh tế, một nụ cười, một lời hỏi thăm. Chính từ những sự biết ơn giản dị đó, cuộc sống của chúng ta sẽ ý nghĩa hơn gấp nhiều lần. 333 quà Tết tinh tế thay lời tri ân. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Sữa chua ngon ngào, Vinam yêu thơm lành nha. Tiêu hóa chẳng ngại ta khỏe thêm, nâng cao sức khỏe ta thêm vui. Vinam yêu mỗi ngày để nhà ta khỏe hơn. Sữa chua Vinam yêu, bí quyết ngon khỏe mỗi ngày. Tiêu khiết thanh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp giảm các triệu chứng viêm thanh quản mất tiếng, khàn tiếng, để giọng nói trong sáng hơn, nhờ có tiêu khiết thanh. Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn. Xây dựng đô thị hiện đại cần thép, nhưng công nghệ sản xuất thép truyền thống khiến môi trường thêm ô nhiễm. Không thể ngăn ô nhiễm, nên bạn phải học cách bảo vệ chính bạn và người thân của mình. Nhà máy thép Tung Hồ sử dụng phế liệu sản xuất thép, hoàn toàn không khai thác quặng sắt từ thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, giảm thải CO2. Thép Tung Hồ đến từ Đài Loan, bảo vệ bạn và bảo vệ môi trường. Ích Thần Vương, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Ích Thần Vương giúp lợi tiêu. Ích Thần Vương hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Ích Thần Vương giúp bảo vệ thận. Viêm khớp, thoái hóa khớp, gầy cứng khớp, đau nhức khớp gối, vai gáy, lưng, cột sống, tay chân. Nguyên nhân do lão hóa và cơ thể tự viêm. Sex mới từ Mỹ giúp giảm đau, tái tạo xương khớp nhờ bảo vệ màng hoạt dịch, tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, làm chậm thoái hóa và bảo vệ xương khớp chắc khỏe, giúp bạn vận động linh hoạt, tự chủ cuộc sống. Sex thế hệ mới giúp giảm đau, tái tạo xương khớp, bảo vệ xương khớp chắc khỏe. Sex thế hệ mới, công thức đột phá đã tốt, nay còn tốt hơn, chai lớn 60 viên, tiết kiệm ngay 70.000 đồng. Mới đây, một ngôi nhà 3 tầng ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đã bất ngờ đổ sập khiến cho nhiều người vô cùng hốt hoảng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là hàng xóm đào móng xây nhà. Theo đoạn clip đăng tải, ngôi nhà 3 tầng đã đổ sập chỉ trong chốc lát, mà không có sự tác động của phá dỡ. Thời điểm ngôi nhà đổ sập, mảnh đất bên cạnh đang được quay bạt để thi công công trình khác. Rất may, vụ sập nhà không gây thiệt hại về người. Toàn bộ ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt giải quyết vụ việc. Đoạn clip tiếp theo ghi lại cảnh một nhóm khoảng chục thanh niên cầm hung khí lao vào quán cà phê, đập phá đồ đạc và chém người loạn xạ. Sự việc được camera an ninh ghi lại tại khu vực thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo camera an ninh ghi lại, nhóm khoảng 10 thanh niên nam nữ ngồi tại một quán cà phê nằm trên đường Võ Thị Sáu, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An. Đột nhiên, một nhóm hàng chục người lạ mặt đi trên khoảng 10 xe máy chạy đến và dùng hung khí lao vào tấn công những người có mặt tại quán. Thế vậy, mọi người bỏ chạy tán loạn. Có ít nhất khoảng 2 người không kịp bỏ chạy bị nhóm người lạ đánh chém bị thương. Nhóm thanh niên này còn vào bên trong quán cà phê đập phá đồ đạc và nhiều tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi thấy một ngôi nhà đóng cửa, xe thì để phía trước, các đối tượng đạo chích đã tiến tới để trộm xe, thế nhưng kết quả là bị chủ nhà dí lại. Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại, có hai đối tượng chạy xe cũ đi vào một con hẻm. Thấy sợ hở khi nhiều xe dựng ngoài, người dân lại ở bên trong. Quan sát khá lâu, tên áo trắng ngồi ngoài xe đợi, đồng bọn mặc áo khoác đen đi vào, tiến tới chiếc xe Tiga Airblack, tính bẻ khóa. Nào ngờ bị anh chủ nhà phát hiện mở cửa chạy ra, khiến hắn và đồng bọn bỏ chạy té khói để thoát thân. Sri Lanka mới đây đã đưa ra trưng bày trước công chúng viên sapphire tự nhiên quý hiếm, được cho là lớn nhất trên thế giới. Viên đá sapphire xanh tự nhiên được tìm thấy cách đây 3 tháng nặng tới 310 kg. Viên đá hiện đang được trưng bày tại nhà của một trong số chủ mỏ ngọc ở thị trấn Horana, cách thủ đô Colombo 65 km.
gần 90% tất cả các loại hợp chất corundum như ruby và sapphire được tìm thấy trên thế giới là từ Sri Lanka. Quốc gia này cũng nổi tiếng trong nhiều thế kỷ với những mỏ ngọc quý của mình. Quốc gia Nam Á này đã kiếm được khoảng nửa tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu ngọc, kim cương và những loại đá quý khác. Thưa quý vị, mặc dù Covid-19 vẫn đang tiếp diễn, hàng chục cặp cô dâu chú rể vẫn quyết định tham gia một lễ cưới tập thể tại thủ đô Lima của Peru. Lễ cưới được tổ chức tại bãi biển Venezia và Barlovento bất chấp thời tiết không được thuận lợi. Toàn bộ những người tham dự lễ cưới đều được kiểm tra sức khỏe nhằm phòng chống dịch Covid-19. Những cặp đôi đều hạnh phúc và xúc động khi được tham gia buổi lễ đặc biệt trong cuộc đời của mình. Kết thúc buổi lễ, các cặp đôi được chính quyền địa phương tặng quà, giấy đăng ký kết hôn và chụp ảnh tại bãi biển. Một công ty đã chuyển mã di truyền của Covid-19 thành một bản nhạc và bán tác phẩm này như một loại tài sản kỹ thuật số NFT với giá 285 đô la Mỹ, tức hơn 6 triệu đồng. Câu chuyện này nghe có vẻ rất lạ lùng, song lại là điều hoàn toàn có thể trong thời đại thế giới ảo Metaverse bùng nổ hiện nay. Cụ thể, công ty này đã tạo ra các tác phẩm âm nhạc từ mã di truyền của virus và bán chúng dưới dạng token không thể thay thế về mặt pháp lý, gọi tắt là NFT. Hay nói đơn giản hơn thì Viral Music đã đọc mã di truyền của SARS-CoV-2 bằng cách sử dụng bộ trình tự DNA, sau đó thu về một chuỗi dài gồm các chữ cái là G, A, T và C. Chuỗi này sau đó được chia thành các khối 3 chữ cái, mỗi khối được gán một nốt nhạc. Tiếp đến, phần mềm máy tính sẽ tìm kiếm một loạt các khối như vậy có tính tường thanh. Sau khi Viral Music bổ sung nhịp và nhạc cụ hỗ trợ, chúng đã trở thành những bài hát ấn tượng. Sức quá mạnh! Cà phê gì mà anh về em? Là cà phê Quét Cup Đen Đá Việt Nam đó anh. Quét Cup Đen Đá Việt Nam mới được rang xay từ loại cà phê hạt đậm mạnh của Việt Nam, sốc ngay từ giây đầu tiên, bung tỏa như cần lốc, mạnh hơn cả phái mạnh. Quét Cup mạnh hơn cả anh. Đừng làm đổ nữa nha. Dạ em chỉ có đổ vào anh thôi. Cà phê Quét Cup mạnh hơn cả phái mạnh. Anh ơi, em muốn anh đưa em lên đỉnh núi. Đỉnh núi kia kìa anh. Nước tăng lực hổ vàng nè anh uống đi cho khỏe. Giới thiệu nước tăng lực hổ vàng mới, dồi dào vitamin và taurin, giúp bạn thêm khỏe, tràn đầy sinh lực để vượt qua mọi thử thách. Trời, hoài như hổ. Trên đỉnh núi thích không em? Nước tăng lực hổ vàng mới, uống đi cho khỏe. Nước mắm ba cá cơm ngon, có thuận mới tác mới. Thuận Phát từ ba loại cá cơm Phú Quốc. Cảm ơn. Farmi Canxi, thêm canxi, vitamin A và kẽm. Farmi Canxi chắc khỏe xương, tăng cường đề kháng. Nay có thêm hai vị mới. Leo núi hay leo thang đều siêu đuối. Revive chanh muối, vị ngon tuyệt. Bổ sung nước, khoáng chất và vitamin nhóm B giàu năng lượng. Revive bù nước bù sức, đánh bay cơn đuối. Bạn có biết mắt luôn điều tiết liên tục, ngay cả khi bạn thư giãn. Nuviruto viết Contratin Sulfate Vitamin và Acetamin trị mỏi ngứa cho đôi mắt khỏe đẹp. Vì mắt xứng đáng được nâng niu. Không dùng Nuviruto cho người tăng nhãn áp, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Wow, xe Yamaha Sirius FI 2021 hoàn toàn mới. Thiết kế mới hiện đại. Động cơ siêu mạnh mẽ, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Mua xe mới, hãy mua xe Sirius FI 2021 hoàn toàn mới. Trang phục Linh Blut đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm co thắt đại tràng, từ đó giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng, đi cầu nhiều lần. Trang phục Linh Blut này đã có chai lớn 80 viên, tiết kiệm đến 91.000 đồng. Nước mắm cao cấp vị xưa, quà ngon biếu Tết, tinh thần đậm đà. Cô, cô bớt con.
vậy cô? Rẻ lắm rồi. Rẻ sẽ bằng Shopee. Ngày 15 sale rồi, Shopee. Đồng giá từ 1k. Giao hàng tới 100.000. Đã có Shopee. 15 sale rồi, Shopee. Miễn phí vận chuyển toàn quốc. Ngày 15 sale giữa tháng, Shopee. Gì cũng rẻ. Áo quần để lâu trong lòng giặt hoặc vết bẩn cứng đầu khi không giặt sạch sẽ để lại mùi hôi khó chịu và giúp vi khuẩn sinh sôi. Nước giặt Omo Matic mới với màng trắng kháng bẩn xanh, loại bỏ mùi hôi và vi khuẩn, xoáy bay vết bẩn. Nước giặt Omo Matic mới, sạch bẩn khử mùi, loại bỏ vi khuẩn. Sao Vĩ Tiên chẳng bao giờ bị bạc màu hay sơn cũ vậy? Vì Tiên sử dụng Comfort với công thức Ultra Care giúp bảo vệ quần áo khỏi bạc màu và sơn cũ. Mùi hương cũng thật tuyệt. Tết này với Comfort, áo quần như mới, phối đồ đón xuân. Này các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, người gây bệnh cho người Việt Nam đã có phim. Lấy sạch vết ố vàng trong toilet và diệt 99,9% vi khuẩn gây bệnh. Đó là phim bất khả chiến bại. Thịnh Suy vừa trở lại đường đua âm nhạc với Tiny Things EP gồm 4 ca khúc là những sáng tác mới nhất của chính anh. Và mới đây một ca khúc của nam ca sĩ đã được lựa chọn để quảng bá ở chính nước châu Á. Không còn là một Thịnh Suy đơn thuần với tiếng đàn guitar, lần này anh có sự mạnh dạn hơn trong việc pha trộn các chất liệu mới như jazz, folk, blues và ballad. Đặc biệt trong lần trở lại này, nam ca sĩ còn lần đầu tiên trình làng một ca khúc tiếng Anh với bài hát mang tên I Can't See. Và mới đây, ca khúc cũng đã được nền tảng stream nhạc Spotify đưa vào playlist New Music Friday quảng bá tại chính quốc gia vùng lãnh thổ châu Á như Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đây là một thành tích mà không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có được. Trong khuôn khổ cuộc thi Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết đã đấu giá thành công bộ trang sức mang tên Sleeping Beauty cùng với 8 bộ trang sức của các thí sinh khác, mang về cho quỹ từ thiện của Miss World khoảng 60.000 đô la Mỹ. Đấu giá từ thiện là hoạt động chính trong đêm gala của Miss World 2021. Năm nay sự kiện được tổ chức long trọng hơn nhằm kỷ niệm 50 năm phần thi sắc đẹp vì mục đích cao cả. Ngoài đấu giá, các thí sinh trình diễn với gia hội do các nhà thiết kế quê nhà thực hiện và thưởng thức âm nhạc. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chọn diện váy hai lao tông trắng vàng lấy cảm hứng từ logo Miss World của nhà thiết kế Hoàng Tony. Đêm chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 12 tới đây. Sau thành công của các loạt phim khuấy đảo phòng vé, khi đầu năm 2022 tới thì xưởng phim hoạt hình Dreamworld sẽ bắt đầu trình làng một dự án mới toàn mang tên Những Kẻ Xấu Xa. Những kẻ xấu xa xoay quanh một nhóm động vật sống ngoài vòng pháp luật bao gồm đầu sỏ, sói xấu xa cùng 5 đồng đội. Trong quá khứ, 5 người này là những tên tội phạm chuyên thực hiện những vụ trộm cắp trong thành phố. Tuy nhiên, nhiệm vụ mới họ thực hiện lần này sẽ là một thử thách không tưởng. Đó chính là cải tà quy chính, trở thành công dân kiểu mẫu. Trên nền nhạc siêu hit mang tên gần giống với tựa phim là Bad Guy do Billie Eilish thể hiện, trailer phim mở đầu với màn tự giới thiệu đầy hào hứng của các nhân vật, đầy hứa hẹn là tác phẩm đáng mong đợi trong năm mới 2022. Chương trình Chuyện Trưa 12 giờ ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một buổi chiều thứ năm thật ấm áp. Còn bây giờ Hải Triều và Thảo Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ ngày mai trên HTV7, HTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.